Chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với ngôi nhà của bà ngoại Granny. À, nói đúng ra là đây là nhà của vợ chồng bà ngoại Granny thì đúng hơn, tại vì bà ngoại yêu quý của chúng ta đã có chồng rồi các bạn ơi. Ok, thì lần trước là mình đã bị nhốt ở trong cái ngôi nhà này rất là lâu rồi và mình chưa có tìm cách thoát ra được. Và ngày hôm nay mình có một cái tin gọi là mình nghe ngóng được, đó là bà ngoại Granny hôm nay không có ở nhà. Bà ngoại Granny là bả đi xì ba để bả gọi là tút lại nhan sắc rồi các bạn. Chắc nữa thấy mình chê bả xấu nên là bả đi xì ba để tút lại nhan sắc rồi. Hôm nay là chỉ có ông ngoại Granba ở nhà thôi. Các bạn nói mình á, ông đó là ông tên là Granba đó, thì hôm nay chỉ có một mình ông ở nhà. Cho nên là mình quyết định sẽ tìm cách thoát ra khỏi ngôi nhà này, không ở trong ngôi nhà này nữa vì ở trong ngôi nhà này đáng sợ quá. Rồi, đợi mình đeo tai nghe vào một cái. Đấy. Ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thoát ra khỏi căn nhà của vợ chồng bà ngoại Granny nha. Hôm nay là chỉ có một mình cái ông Granba ở nhà thôi, cho nên là mình mong là mình sẽ thoát ra được. Ok, bây giờ mình phải đi tìm dụng cụ các bạn ơi. Alright. Ủa, không có đồ dưới đây. Lần trước là mình có gặp một cái cây rau ba để mình có thể lấy đồ, nhưng mà lần này mình không có rồi các bạn ơi. Ok, để mình đi vòng vòng coi, trong đây chắc không có đồ đâu. Thôi chúng ta lên trên đi, mình mong là lên trên đừng có gặp ổng. Ok, ôi ổng kia, trời ơi, cái gì mà mới vô mà gặp ổng rồi, đúng là nhỏ luôn á. Ok, ổng đi rồi các bạn ơi, thấy chưa, ông này ổng dở đó các bạn. À, có một lưu ý á, khi mà mình bắt đầu vào căn nhà này á, thì mình biết được một cái thông tin là cái ông ngoại Granba này á, là ổng hơi bị điếc một tí, ổng hơi bị điếc, kiểu như là lãng tai các bạn, lúc nghe lúc không. Ok, ôi, ổng xuống nhưng mà ổng không thấy mình luôn các bạn. Kìa, ổng đứng kìa, ổng không biết mình luôn rồi các bạn. What the hell? Các bạn thấy chưa? Ông này kiểu như là ông lớn tuổi quá rồi mà ông còn mới lấy vợ. Đó, kiểu như lớn tuổi rồi cho nên là giác quan của ông đồ không còn tốt cho lắm. Rồi từ. Rồi ok, đi rồi. Ok, yes. Rồi ông ơi, đi. Ông lên lầu rồi các bạn ơi. Ông lên lầu rồi. Bây giờ chúng ta coi như ở dưới đây là của thế giới này là của chúng ta rồi. Không có cái gì trong đây hết thì ta. Nói chung là mình phải tìm cách thoát ra khỏi. Ồ, cái cánh cửa này đáng sợ các bạn. Có tia sét đồ, rồi khóa bằng hàng rào sắt nữa. Cho nên là không có phải là đơn giản là các bạn có thể mở nó ra một cách dễ dàng đâu. Chúng ta phải tìm đồ này nọ nữa. Hình như trong mấy cái tủ này không có đồ hay sao á. Đúng rồi, không có gì hết. Ok, ta lại tiếp tục đi vòng vòng thôi. Ok, đây cái tấm hình rất là đáng sợ nữa các bạn. Có các bạn nào nói cái người này là cái gì của cháu của bà Granny thì phải, tên là Slenderia hả ta, mình không nhớ nữa, nhưng mà có các bạn comment nói là với mình là như vậy á đó. Cái hình nó rất là đáng sợ, cái người đó nhìn ghê các bạn. Ok, không qua hết bạn ơi. Hay bây giờ là mình cứ đi vòng vòng mình kiếm đồ thôi. Mình đậu phộng xong mà tính ra mình xui thiệt luôn các bạn. Nãy giờ mình mở tất cả các tủ luôn mà mình chưa thấy được. Ơi khoan, từ mình chưa thấy được một cái, để mình xô cái này xuống. Mình dụ ổng xuống các bạn ơi. Mình dụ ổng xuống đây rồi sau đó chúng ta sẽ đi làm vòng để cho nổng. Đâu rồi, ổng đâu ta? Ổng xuống cho ta. À quên, ổng bị lãng tai mà. Ổng có nghe cái quái gì đâu. Ổng lúc nghe lúc không mà. Kiểu như nghe rè rè các bạn. Nghe rè rè, lúc nghe lúc không. Bởi vì khổ lắm. Ông này ổng không có thính tai như bà Granny. Bà Granny mới thính lắm. Bà nghe cái là phải, ổng xuống kìa, ổng xuống kìa, ổng xuống kìa. Đấy. Giờ ông mới nghe được, xuống rồi. Giờ lên lầu thôi. Ông ở dưới chơi đi, để con lên lầu con tìm đồ một cái. Rồi ok. Rồi. Yes. Ok, có nhiều bạn nói với mình mấy cái camera này vô dụng lắm, ông không thấy được gì mình đâu. Safe key nè. Safe key là một cái chìa khóa. Chìa khóa này mở cái quái gì ta? Ok, bỏ đây đi. Tính sao? Mở tủ này ra. Ui, rau ba ở trong kia kìa. Rồi, thấy rồi nha. Cái rau ba đó rất là cần thiết đối với mình. Ơi khoan, từ nhanh, có cái gì không? Ủa, cái chìa khóa nè, padlock key là cái nào đây? Từ để kéo này qua cái. Ôi, cái này giờ sao đây? Ôi từ ghê quá. Rồi đồ. Rồi cứ nói chung là cứ các bạn cứ bình tĩnh. Đấy, chưa vào được ngay. Cứ bình tĩnh nào, mình sẽ gọi là cố gắng và tiêu diệt ông ngoại. Đúng rồi, ông ngoại Granba và thoát khỏi đây. Hôm nay là mục tiêu là mình phải tiêu diệt được ổng rồi các bạn. Tiếp tục cuộc hành trình nào. Bây giờ thì mình sẽ
mở cửa này không được là chắc rồi. Cái cánh cửa này là cánh cửa security của cái ông grandpa. Ông có một cái dây chuyền, có cái chìa khóa đó. Nhờ cái chìa khóa đó thì mình mới lấy được. Ok, đây rồi. Chúng ta đã có đồ đây rồi. Khoan từ từ. Từ từ nào. Coi chừng ông đi lên. Cẩn thận. Để mình vô đây mình check cái đã. Mình check đồ coi có gì ở đây không. Đó. Check coi có gì không. Ui, cái này cái gì đây? Đo lóc, khóa đồ để khóa cửa hả? Nhưng mà mình không cần. Ok. Dụng cụ để cho ông gì? Ông ngoại ganh ba đây rồi. Chồng của bà ganh đi. Ôi khoan, từ từ. Ông có nghe của mình hay không? Ông có lên đây không? Có đã, từ từ nha. Từ từ nha. Ông này ông ghê lắm. Ông rình rình cái ông lên là hốt liền. Rồi ok. Đó, cắt được rồi nha. Cái này là các bạn biết cắt là gì không? Đó là cái dòng cái nguồn điện ở ngay cái cửa các bạn. Đó, cái cửa của ổng có gắn gọi là lưới điện nên là mình đụng vô là mình bị điện giật. Cho nên là mình phải cắt cái đường đó đi thì cái điện nó mới bị cắt đi được. Đó, bây giờ là mình có cái này rồi. Đã tới lúc là chúng ta nên là tiêu diệt ông ngoại ganh ba rồi, tiêu diệt chồng của bà ganh đi đi chứ không thể nào mà để họ như vậy được. Họ cứ lòng vòng trong nhà rồi họ cứ đi tìm mình rồi đánh nè. Ok. Đâu rồi? Đây cái chìa khóa này, lát xuống nữa mình xuống dưới kia. À, mà bây giờ ông bị quên, ông bị lãng tai, ông có nghe mình không ta? Ok, xuống chơi ông luôn đi. Ơi. Oh, hello. Ông kìa các bạn. Hello everybody. Trời, nhảy đi, tăng. Ok, mình cho ổng tăng luôn các bạn ơi. Ai biểu là ổng dám đụng tới mình làm gì. Đó, mình kêu ổng nhảy là ổng nhảy liền, các bạn thấy chưa. Rồi, bây giờ mình ngồi xuống để mình lấy chìa khóa nè. Cái này là security key. Nhưng mà cái này, ok, mình sẽ đem lên đây để mình mở cái security ra. Ok. Quăng cái này ra chú ơi. Mình xuống mình lấy cái safe key này cái. Đó, safe key này là mình có thể mở được ngay cái căn phòng bên kia kìa. Ok, nói chung là ở trong cái nhà này lâu rồi cho nên là mình có theo dõi được hết những cái mà gọi là ông bà giấu giếm những cái gì là mình biết hết. Đó, giấu tiền ở đâu mình biết hết. Rồi ok. Rồi bây giờ cái này quăng ra. Cái này là cái handwell này là mình... Ủa lấy chưa? Rồi ok, bây giờ chúng ta chỉ cần lấy cái này. Các bạn biết đi đâu không? Xuống dưới căn hầm ở dưới nè. Đó. Xuống căn hầm này làm cái gì? Đây, cái hàng rào, các bạn thấy hàng rào nó đã hết điện rồi đúng không? Đó, bây giờ thì mình sẽ phải phá đi cái hàng rào sắt nữa. Đó, phá đi cái hàng rào bằng sắt. Đó, hàng rào rất là cứng cáp. Chỉ cần cái này thôi là mình đã có thể phá được rồi. Ok. Đổi rồi. Đây bên đây. Trời ơi, gì? Đấy, quay nè, quay đều. Ok, quay xong rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ lên để coi là nó có hoạt động ok không. À mà hồi nãy mình thấy một cái chìa khóa đâu, mình quên mất tiêu rồi ta. À, ok, rồi. Bây giờ thì chúng ta khoan từ, cầm cái súng cái đã. Chúng ta sẽ đi tìm tiếp tục ông ngoại. Đó. Ok, ôi quay sang từ từ. Ôi, đừng có đi qua đường này nha. Đừng nha ông ơi. Hay là ông lên lầu rồi ta? Ông rồi. Ủa ông lên lầu rồi. Ông ơi ông con đây này. Trời ơi. Sao mà cứ lên lầu hoài vậy? Thật khổ. Ông ơi. Dụ lên kẹo kẹo ông cái cho ông dí chơi nè. Đó. Ủa rồi. Ổng chắc ổng vô cái phòng security của ổng rồi. Đúng không? Ai, có cái phòng cứ vô hoài, chán ghê á. Vô đó mà check camera chứ gì. À ổng kêu, ôi trời ơi, ổng không có trong phòng mà ổng đang trong phòng ngủ. Đậu phòng là bích hồn. Chạy. Ai, chạy đi, ổng bắt được rồi. Chết. Chạy ra. Chạy. Ông này á là ổng cùi bắp lắm các bạn. Không có sợ, mình không có sợ ông này. Mình chỉ sợ bà Gani thôi. Ôi ông đi, từ, con sợ ông rồi ông ơi. Xí mà, con sợ ông rồi. Trời ơi, ông cứ dí vậy sao được. Giờ mình cứ chạy đi. Mình đâu có biết được là ông dí mình sao đâu, mình cứ chạy đi các bạn. Ok, ông còn dí lần sau không ta. Trời ơi, ông còn dí kìa, thôi mệt quá, nhảy đi ông. tăng, rồi, xong. Ông cứ khích như vậy hoài là sao? Thôi, nãy giờ cho anh ổng đủ rồi. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng mình thoát ra khỏi chỗ này luôn đi. Chứ để cho anh ổng hoài, tội nghiệp. Ok, đâu rồi ta?
ông đi đâu nãy giờ mà mình không thấy ông luôn á ta. Oh what the hell. Thôi kệ đi. Rồi ok, đây á thì mình sẽ lấy một cái râu ba này, các bạn biết làm gì không? Mình sẽ gọi là hả, cậy mấy này ra. Ôi rồi rồi rồi, đứng đằng sau đây. Chúng ta đã có thể cậy cái này ra rồi, bây giờ mình quăng cái này ra. Rồi cầm tiếp tục cây súng lên. Cây súng là niềm gọi là tự hào của mình. Nếu mà không có cây súng này thì chắc chắn là ông sẽ hả, ông hay hốt mình liền. Ông đâu ta? Ông ơi. Ông ơi. Ông à. Ông ơi. Ơ, ông kìa. Ha. Ông kìa. Nhảy nha ông, nhảy. Tăng 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 tăng. Thấy chưa, mình kêu ông nhảy là ông nhảy liền, thấy chưa? Rất là ông gọi là ông rất là hiền các bạn. Kêu là làm liền ông hiền lắm. Ok rồi. Bây giờ thì tiếp tục là mình làm. Ủa mình làm gì ta? Đúng rồi, hồi nãy mình lấy được cái chìa khóa security của ổng. Đây, trời ơi, lát nữa chứ. Rồi ok, sau khi lấy được. Ủa ông mở cửa luôn cho mình rồi kìa. Ôi khỏi cần. Ông mở cửa rồi. Ok, đây coi có gì đây không. Đây rồi, đo handle. Đây chính là cái đồ để chúng ta có thể mở cửa. Oh yeah, quá là dễ luôn các bạn ơi. Mình thực sự mình không nghĩ nó dễ đến vậy luôn á. Mình chỉ cần một phát một là mình chiến thắng ông luôn. Mình thoát khỏi chỗ này luôn nè. Đây từ từ. Yeah, chúng ta chuẩn bị thoát rồi các bạn ơi. Ok, bỏ vào đây. Rồi mở cửa đi về thôi. Ủa gì kìa. Ủa sao chưa mở được. Còn một cái ổ khóa nữa. Trời ơi chết rồi, quên còn ổ khóa nữa. Ôi chết rồi, giờ ổ khóa này làm sao đây. Từ từ lấy lại cái súng. Cái súng là niềm tự hào của mình cho nên mình không thể bỏ được cái súng này. Come on, để mình kêu ông nhảy tiếp cho các bạn coi nha. Ok, ồ mà ổng chưa hồi sinh vậy mà. Ổng chưa hồi sinh các bạn ơi. Để tí mình kêu ông nhảy ha. Để tí đi. Bây giờ chúng ta cứ đi lòng vòng kiếm đồ ăn coi. Nhà ổng có gì ăn không. Đói quá, trong nhà ổng dạo này ổng không cho mình ăn. Ổng cho mình ăn ít quá là hơi đói bạn. Không có đồ ăn. Cái đậu phộng nhà gì không có đồ ăn gì vậy. Rồi ok. Thấy chưa, lần này ổng đâu có ăn hiếp được mình đâu. Lần trước ổng còn, ổng với bà Ganni còn ăn hiếp được mình. Lần này là không ăn hiếp được mình đâu. Lần này là mình bro rồi. Ổng làm cái gì nãy giờ mà mình đứng mình đợi ổng mà mình không thấy ổng ở đâu hết ta. Ổng này ngộ thiệt á. Người ta tới tìm mà núp núp ở đâu á. Đâu rồi. Chắc ổng xuống dưới này rồi các bạn ơi. Chắc ổng xuống dưới này quá. Bây giờ mình phải làm sao đây. Muốn à, ổng kìa, ổng kìa. Chưa thấy mình. Chưa thấy nha. Chưa thấy nha ông ơi. Ổng không thấy con đâu ông ơi. Đậu phộng không có điền đó không vậy. Ổng kìa, cái đậu phộng đó. Đóng cửa. Quay, ơi cứ chuẩn ổng vô đây nha. Chuẩn bị sẵn sàng các bạn. Chuẩn bị cái súng sẵn sàng. Súng này súng điện, chích vô là điện giật tăng liền. Ok, như là ổng đi rồi các bạn ơi. À, ôi khoan từ nha. Ồ, ổng đi rồi. Hên. Ổng đâu ta? Trời ơi, ổng hù mình. Làm hết hồn, tưởng là ổng dí theo mình này vậy có phải đâu. Ổng đi đâu á? Chắc ổng đi phượt. Trời ơi, các bạn nghĩ coi được, tin được không? Nhìn nè. Ổng đi ngủ. Cái đậu phộng ổng ngủ kìa. Cho anh ổng các bạn. Ổng ơi, lần trước ông với bà Ganni đã hành hạ con như thế nào thì hôm nay con sẽ làm lại, nó không giống vậy đâu. Giờ con kêu ông nhảy là nhảy nha. Ông đang ngủ các bạn, kêu ông nhảy nha. Nhảy đi ông. À, chết, bắn hụt rồi cái đậu phộng, chết tôi rồi. Mình bắn hụt các bạn ơi. Mình định kêu là ông nhảy mà mình bắn hụt. Cái đậu phộng, ông ngủ gì mà ông ngủ có một tí vậy. Chắc là mình nói nhiều quá cho nên là ông hà. Ông nghe tiếng của mình nói, ông bực quá ông dậy bạn. Bắn hụt rồi cái đạn đâu rồi. Ây da. Căn nhà. Ôi trời. Ôi trời. Đậu phộng ổng. Được rồi, mình sẽ trâu ổng. Ổng dám đánh mình. Ok, đây thứ hai. Các bạn thấy chưa, nãy giờ mình chưa chết một mạng nào luôn. Ok, súng của mình đây rồi. Lần này mình sẽ cho ổng nhảy nè. Nhảy đi ổng. Nhảy đi. Rồi ok. Ủa rồi, từ lầm. Lầm rồi, ok. Mình sẽ cho ông nhảy rồi mình sẽ thoát khỏi chỗ này luôn. Nãy giờ mình nhây ổng hơi nhiều. Nhây vào ổng tí cho vui chứ thực chất là mình đã thoát ra khỏi chỗ này dễ dàng, một cách dễ dàng luôn các bạn. Mà ổng đâu ta? Chắc ổng trên lầu quá. Yeah. Ông ơi. À, nhảy nha ông. Nhảy đi ông. Khoan từ, ổng làm gì cái đã. Từ để coi ổng làm cái gì cái đã. Ok. Coi ổng làm gì nha các bạn. Ổng có đi qua đường này không ta? Thường là ổng sẽ đi vô đường này nè. Đâu để coi.
Ông không đi vô đường này các bạn à. Ông không đi vô đường này, chắc ông đang đi xuống hầm quá. Ông không đi xuống hầm luôn. Vậy là ông đi đâu? Ông đi đâu vậy ta? Ông này ngộ vậy? Ông đâu rồi? Ơi từ đừng có đứng hù con nha ông. Đâu rồi? Trời ơi, ông đi ngủ nữa các bạn. Rồi bây giờ là con kêu ông nhảy là nhảy nha. Nhảy đi ông. Nhảy. Tăng 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 tăng. Ok thôi. Nãy giờ là mình nhảy với ổng thôi, chứ bây giờ là mình chuẩn bị thoát khỏi chỗ này nè. Các bạn nhìn nè nha. Bây giờ là mình sẽ thoát chỗ này một cách dễ dàng và đơn giản. Vậy thì mình chỉ còn thiếu một cái chìa khóa nữa thôi. Để mở cái ổ khóa kia ra là mình đã thoát được rồi. Mà cái chìa khóa đó ở đâu? Ở đâu ta? Ở đâu? Ủa ở đâu ta? Nó nãy giờ mình quên mất tiêu nó ở đâu rồi. Phải này không? Này phải không ta? Không phải, cái chìa khóa này là security của ông ganh ba, chứ không phải là cái cửa khóa. Đâu rồi, cái chỗ này nè, hồi nãy mình nói. Đây rồi. Bad lock key. Đây chính là chìa khóa để mình có thể mở cửa và mình có thể trốn thoát một cách dễ dàng. Easy luôn. Rồi từ. Ủa ơi, ông nãy giờ đi nãy giờ không biết ông sống vậy chưa ta? 2 phút chưa không biết. Chưa đâu, ổng tuổi gì sống lại nhanh vậy. Ghê quá, thôi. Tạm biệt các bạn nha, mình sẽ thoát khỏi chỗ này đây. Tạm biệt các bạn, ok. Let's go. Yahoo. Ok, mình đã thoát được các bạn thấy chưa. Một cái đơn giản, mình nói chung là lần trước là mình nói chung là hơi ngu tí. Bây giờ mình rất pro rồi, đây, ổng tìm mình nè. Làm gì mà ổng thấy mình được. Bây giờ ổng tìm, ổng, quên. Hồi nãy mình chích điện ổng mà sao giờ ổng vẫn đứng vậy bình thường ta. Ok, the end. Các bạn đã từng thoát khỏi được ông ngoại Ganba hoặc là bà ngoại Ganni chưa? Hãy để lại comment ở bên dưới nha. Và cảm ơn các bạn đã xem, và nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình 50.000 like. Và các bạn có yêu cầu mình là thoát khỏi bà ngoại Ganni hoặc là ông ngoại Ganba hay không? Hãy comment ở bên dưới luôn nha. Rồi và nhớ xem quảng cáo hoặc là bấm vô quảng cáo nếu là fan chính nha. Và hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye.